Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay khách của shop tới, shop nhạc cụ Roland Thiên Tài tới làm vài bộ livestream để giờ khách sẽ thử vài ca khúc trên một bộ livestream K300 cũng như là live sau cả K300 cùng micro AT100. Giờ khách có nhu cầu thử, giờ khách sẽ test nhanh một bài nha. Mời anh chị em cùng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị em chúng ta vừa nghe một ca khúc tên gì? Một ca khúc rồi bỏ qua một bộ hát live sau cả K300 cùng chiếc micro ISK100 qua một vị khách đã thử live stream một bộ, thì giờ mình sẽ cho anh chị live stream những bộ khác nữa nha. Anh chị em chúng ta có nhu cầu quan tâm tới một bộ sản phẩm đang live stream đây, hát karaoke đây, đừng quên inbox theo số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cảm ơn anh chị em Sài Gòn đã dành chút ít thời gian với bố để xem clip.